kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui, bao gái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới, đám sức dâu về làng họ hàng mừng vui ra đón, cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui, bao trái tim rộn ràng rạo rực tình yêu đôi lứa, tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới, bông tơ xe chị hồng đôi lứa thắp chặt tình duyên. Vui quá là vui, vui quá là vui, làng ta hôm nay nhà ai đám cưới, chú rể cười tươi, cô dâu má đỏ trông thật xinh. Kìa nhìn xem anh ơi, nhà ai đang cưới thật vui, bao gái trai trong làng rộn ràng chờ xem duyên mới, đám rước dâu về làng họ hàng mừng vui ra đón, cô dâu xinh tuyệt vời trong chiếc áo dài Việt Nam. Kìa nhìn xem trong chiếc áo dài Việt Nam. Anh ơi, ra đây mà xem đây nè. Gì đó em? Em nói tới đây em nói mà nghe đi nè. À đây, anh đây. Nói gì thì nói đi.
làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngô thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồn, đầy muôn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Con ni trang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông dề quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô cô thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồn, đầy nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Anh ơi, người tình tôi ơi. Em kính thưa các cô, kính thưa quan viên hai dòng họ, toàn thể các bạn thanh niên nam nữ của hai cháu. Hôm nay là ngày trao duyên của hai cháu, được sự nhất trí của ông bà Nguyễn Thủy, ông bà Nguyễn Đất. Trong họ chúng tôi hôm nay có cơ dầu chai rượu đúng để tiến cử lên các cô để xin cháu phải làm dâu tiên tổ, nhưng làm dâu bà ông Cụ Thủy và là bạn đời của cháu Thoải. Tới đây tôi cũng xin phép các cô được nhường lời lại cho cậu của cháu từ bên Mỹ về đây hôm nay cũng về dự với buổi vui của hai cháu này. Xin mời cậu có ý kiến. Các cụ ông, các bà, các anh, các bà con, dòng tộc, hai họ,
hôm nay là ngày vui mừng độc nhất vô song của hai cháu. Tôi rất vinh dự được dạng tộc từ nằm phố đoàn hôm nay ngày đây cùng với dạng tộc con trai chúng tôi xuống đây có mâm hơi dầu chai rượu và đó là tế vật giấy tặng của những tên này để là kính thế nên để tổ tiên như chúng ta cụ và để là cũng như rằng là đời đi làm thì các cháu chúng ta dùng chữ phép phân phối hôm nay là ngày này cũng tốt thì hai bên đã thỏa thuận và đồng ý để chọn một ngày hôm nay. Vậy thì gia đình hôm nay chúng tôi xin đại diện bên đàn trai thay mặt đến đây để kính dâng lên các cụ cũng như họ thằng gái để là mâm dầu chai rượu để xin như cháu để làm tôn thờ chúng tôi xin hết nhầm. Xin phép tất cả các cô để ra bác trong hai họ. Hôm nay thì cũng được cái sự quan tâm của các cô trong họ trai cũng vừa phát biểu là các cô cũng đã huấn luyện cho các cháu từ lâu đến giờ rồi thì cũng có gọi người nhà mang chiếu ra để cho cháu là quỳ lạy để chào về các bố mẹ, nhưng mà cái này thì theo cái tục lệ của ngày xưa, nhưng mà đến bây giờ thì thôi thì là để cho cháu xin vợ về. Thế là bây giờ thì tôi cũng xin giới thiệu là bà ngoại là cũng có một chút
để ra mồm cho hai cháu. Sau đó là đâu ông bà ông thủy và là vô chồng hay thứ hai nữa, tôi cũng mong là các cháu nên lâu hiền và hiếu thảo đối với cha mẹ với các cụ dưới này cũng như trên đấy, thì tôi rất là mừng ngày hôm nay thì cũng đến cái buổi thành hôn của các cháu được các cụ đã chứng quả và đầy đủ cho tất cả, thì có nghĩa là bây giờ xin phép cho họ chúng tôi xin phép là mời các cụ ở dưới này lên đấy cùng giữ một tiệc vui với các cháu. Em xin anh đưa về về quê yêu dấu. Em xin anh đưa về về quê tuyệt trần. Đèn trăng treo phút trên
Ủy ban nhân dân xã Hồ Linh và Ủy ban nhân dân xã An Hòa công nhận và tạo điều kiện giúp đỡ được sự chuẩn y của cha xứ, được sự đùm bọc của quý vị đại biểu. Và hôm nay hai bên gia đình cho phép hai bạn trẻ tổ chức ngày hạnh phúc trao năm của hai bạn trẻ hôm nay. Và để chào mừng ngày hạnh phúc trao năm của hai bạn trẻ hôm nay, xin mời toàn thể hội trường hãy cho cô dâu và chú rể một tràng vỗ tay thật to và thật trọng. Mời chị cảm ơn. Đúng là chúc anh như gấm chị như hoa, đền thắm trăm năm đẹp duyên hòa, tình yêu gắn bó theo năm tháng, bên đâu hát trọn bản tình ca. Kính thưa các cụ, các quý vị đại biểu, bản tình ca Đức Thỏa chọn đời yêu Hồng Khuyên, bản tình ca Hồng Khuyên chọn đời chung thủy với Đức Thỏa. Đôi bạn trẻ đã chọn cho nhau trong những gì vui nhất trong cuộc đời hôm nay. Dưới sự có mặt rất đông đủ của tất cả các cụ, các quý vị đại biểu chúng ta, kính thưa các cụ, các quý vị đại biểu, thật đúng là từ hôm cho người cho đời, cùng nhau lấy tiếng xô thời tương lai, tình đẹp như ánh nắng bay to cao hơn núi rộng dài hơn sông. Mà đôi bạn trẻ đã được gửi gắm tấm lòng chung, đó là ngày 21 tháng 1 năm 2006, tức ngày 22 tháng 12 năm Ất Dậu, đẹp ngày hai họ xe chỉ thắm trăm năm đôi bạn kết duyên vàng. Hai bạn trẻ Đức Thỏa và Hồng Khuyên hôm nay phải xin kính mời các cụ, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ mời chầu, mời nước, mời thuốc và hướng về sân khấu để mở đầu chương trình ca nhạc đặc biệt. Chúc mừng ngày phúc tươi lắm cho bạn trẻ hôm nay. Một cái chúc trẻ của đoàn đại biểu hội nhà trai chúng ta, tôi là nam ca sĩ Minh Đức Phúc. Chào gửi tới các cụ, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ những sản phẩm tự chọn của anh. Con xin kính mời Minh Đức. Để mừng hạnh phúc của Đức Hòa và Hồng Quyên, với anh Đức xin gửi tới hôn trường nhà hát thương nhau nhí con cầu.
cảm ơn các cụ tốt quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ và các cụ tốt quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ mời chào mời nước mời quốc ba hướng về sân khấu để lên tiếng chương trình ca nhạc chúc mừng đại hội cho làng trai và trẻ hôm nay một ca sĩ trẻ của đoàn đại biểu và chúng ta đó là nam ca sĩ Mạnh Tuấn cho được thấy các cụ tốt quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ những nhạc phẩm được chọn để mời chào trân trọng nhất nhé và để chúc mừng dân mới của hai bạn hôm nay Minh Tuấn xin gửi tới một bài hát tình ta tây nguyên. Thank you.
thưa các cô, kính thưa các bậc cha bác trong hai dòng họ, hôm nay tôi được sự phân công của đàn mọi nhà gái, chúng tôi được sự mời của đoàn đại biểu của nhà trai, chúng tôi tới đến tại hội trường nhà ông bà ông cùng thủy ở cổng chào có mừng vui tân hôn cho hai cháu Đức Thỏa và Hồng Khuyên. Thì tôi cũng không biết nói gì hết, và tất cả các ông các bà trong hai họ để chúc mừng cho các cháu một đàn con trai rất là nồng nhiệt. Kính thưa các cô, kính thưa các bậc cha bác, kính thưa hội hôn và toàn thể các bạn thanh niên nam nữ, hôm nay tôi được rất vinh dự được lên phát biểu một lại ý kiến. Qua sự tìm hiểu của hai cháu Đức Hòa và Hồng Khuyên đến nay đã hoàn toàn tất cả các lễ nghi thủ tục ông bà ông thủy và ông bà ông tuất đã lo liệu tất cả các lễ nghi thủ tục. Hôm nay là họ trai có chọn ngày này tháng tốt để có cơ dầu xuống xin cháu khuyên về làm con ông bà ông thỏa cháu các cô ông bà và làm tôi tiên tổ. Chúng tôi xin nhất trí và được sự mời của họ nhà trai, mời đoàn đại biểu của họ nhà gái chúng tôi nên để dự một buổi thành hôn cho các cháu. Hôm nay tôi rất rất vui mừng và hân hạnh điều hai cháu là phải thương yêu nhau, chọn nghĩa, chọn tình và biết thờ kính tổ tiên, biết cha mẹ và họ hàng. Các cháu phải thương yêu nhau, việc trăm năm của các cháu cho nên khi đầu vào và trăm năm. Cuối cùng tôi xin chúc tất cả các cô ông cô bà trong hai họ và hội hôn và bạn thanh niên nam nữ có một sức khỏe dồi dào để dư buổi tân hôn cho các cháu được rất rất tốt tốt đẹp kết quả. Xin cảm ơn. Cảm ơn quý vị đại diện đại biểu cho họ nhà gái và rồi các cụ các quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ đã lắng nghe một lời phát biểu của vị đại diện đại biểu cho họ nhà gái phát biểu trên hôn trường, ý muốn dặn dò cô dâu và chú rể thật tốt là chồng dân thì vợ bất đời, cơm xôi bất đựa chẳng hơi hạt nào, từ đây xuống đấy đâu xa nghĩa tình đầm thắm đường xa lại càng gần, cầu thì đã bắc sông ngân đường xa ta có đôi chân lửa hồng, ngày xưa chúng ta có câu ca nói rằng có con bà cả chồng gần, có bác cây cần nó cũng bưng sang, có con mà đi lấy vợ ở bể ân hòa, mỗi lần xuống thăm ông bà ông ngoại lại có quà cho em. Vâng, thật đúng như vậy, lâu đôn mà nấu với bậc bầu, chồng chan vợ lấy các đầu khen ngon. Và để kịp thời của bước đầu tiên cho vị đại diện đại biểu nhà gái, xin mời các thầy ông trường hãy cho vị đại diện đại biểu nhà gái một tràng pháo tay xin cảm ơn. Tôi xin cảm ơn các cụ các quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ và các cụ các quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ mời chờ mời nhất mời thuốc và hướng về sân khấu để liên tục chương trình ca nhạc chúc mừng ngày phúc thơm cho bạn trẻ hôm nay. Một ca sĩ trẻ của đoàn đại biểu nhà trai chúng ta đó là nam ca sĩ Quang Nghị. Trong ngày mừng hạnh phúc thứ hai bạn hôm nay tôi xin gửi tới hai bạn bài hát nhân tiện cũng gửi tới quý vị có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Một nhạc phẩm của Nguyễn Cường và nhạc phẩm này muốn nói và lời của bạn Thỏa muốn nói với tôi rằng anh muốn sống bên em trọn đời. Hãy
Kính thưa quan viên hai dòng họ cùng toàn thể các bạn thanh niên nam nữ của hai cháu, lời đầu tiên xin kính chúc sức khỏe các cố, xin gửi tới các quý vị đại biểu của hai họ một lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cố, được sự tìm hiểu của hai cháu cũng như được sự nhất trí của hai gia đình công tác với chính quyền địa phương hai xã nói chung, ngày hôm nay về giáo hội đã được cha xứ cho phép hai cháu về xã hội đã được chính quyền công nhận. Vậy hai gia đình cũng như hai dòng họ đã chọn ngày lành tháng tốt và giờ đẹp để xây dựng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Bây giờ tôi xin phép các cô cháu Thỏa hôm nay giờ phút này đã chính thức là cháu rể của các cô mà là con rể hiền của ông bà Hoàng Phất, và cháu Khuyên hôm nay cũng đã chính thức là cháu dâu của các cô mà là dâu hiền của ông bà Hoàng Thủy. Vậy tới đây tôi xin phép các cô có mấy lời căn dặn hai cháu, các cháu bước vào xây dựng hạnh phúc trăm năm lâu dài. Các cháu đã trăm năm cho nhau nhẫn nại là để yêu thương, nhẫn nại là để tình thương đo toan, nhẫn nại là để vẹn toàn, nhẫn nại là để tình yêu dạt dào. Những lời đó các cháu phải thầy cố gắng đứng trên nhường dưới và thật ngoan để đáp lại công của các cố cũng như các quý vị đại biểu đã vớt thời gian tốt đẹp về đây mừng ngày hạnh phúc trăm năm trong đại của hai cháu. Tới đây tôi muốn xin mạn phép các cố có một lời xin kính mời các cố cũng như các quý vị đại biểu của đoàn nhà gái đã vớt thời gian dẫn cháu về đây để làm dâu trong họ chúng tôi cũng như làm dâu trong ông bà ông cùng về đây và là bạn đời của cháu Thoại. Tới đây tôi cũng xin phép có một lời trong hòa trai chúng tôi hôm nay có sửa một bữa cơm thân mật, xin kính mời các cố cũng như hai họ chúng ta dùng bữa cơm thân mật với hai gia đình. Cuối cùng trước khi ngắt lời tôi xin phép chuẩn bị 2005 đã từ khép lại mở ra một mùa xuân năm mới của 2006. Kính chúc các cố cũng như các quý vị đại biểu một lời chào an khang thịnh vượng và tốt đẹp. Các quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ và những người có mặt hiện diện tại nơi đây một lời chúc nhớ mãi. Cuối cùng ông chúc cho gia đình ông bà ông Trùng Thủy khéo sinh được anh con trai tài, tìm lời phúc đức kết duyên tấn tần, tăng mừng đoàn nghiệp hôn nhân hân hoan hai họ mấy bận ông rất là nôm ra. Trước là ông chúc hai họ nhà sống lâu trăm tuổi để mà lập công, sau ông mừng chúc hai cháu chữ đồng sang năm có con bồng trên tay. Lời hôn thị của vị đại diện đại biểu họ trai họ gái mang tính keo sơn hai nhà như một, lời hôn thị rất sâu nặng của hai vị đại biểu thật đúng là lạy Chúa chúng con sẽ cầu nguyện.
nguyện mãi bên Chúa để có một gia đình hạnh phúc, loài gương gia đình thánh gia mà Chúa đã dạy. Vâng, ban tổ chức rất cảm ơn các cụ, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thân nhân nam nữ, mời các cụ, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bạn bè thân nhân nam nữ mời chầu, mời nước, mời thuốc. Và để trở lại với chương trình ca nhạc chúc mừng ngày phúc thanh lam trai bạn trẻ hôm nay. Tôi xin thay mặt cho họ đại trai xin kính chào toàn thể quý cụ ông và toàn thể cha bác chồng tộc bà con hai họ. Kính thưa
thưa quý vị, tất cả các thủ tục lễ nghi cho ngày tân hôn của hai cháu hôm nay đến đây cũng đã gần và tạm ổn. Vì thương con đến cháu, cha bác, dòng tộc, bà con đã sức khuya dậy sớm, không nề quản ngại đường xá xa xôi. Bên họ thằng gái đã đưa cháu dâu của chúng tôi về tới đất quê hương tổ của chúng tôi. Vậy bây giờ cũng là gần tới lúc chúng ta phải làm những bổn phận mà chúc mừng cho con cho cháu. Vậy gia đình đàn trai tôi xin thay mặt cho bà chồng ở đây để xin phép các cô, vì đã đến giờ chưa nên chúng tôi xin phép các cụ cho được có một bữa cơm nhà ni rượu hồng để cùng chung vui với gia đình hai họ và chúc mừng cho hai cháu. Xuân sau cho đời tin mừng, con cưng đầu lòng là một
sáng vì hòa tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền em mối duyên trầu cau. Cô dâu xinh quá xinh là xinh, bên chú rể hiền xứng nữa lại vừa đôi. Bà con hai họ chúc mừng, mong đôi vợ chồng duyên mới cho bền lâu. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau cùng trọn đời chung sức say ngày mai. Tương lai đang chờ đón mời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng. Cho nhau nụ hồng còn chim nguyên phơi phới, xuân sau cho đời tin mừng, con cưng đầu lòng một bé trai thật ngoan đó nghe không. Hạnh phúc cho bằng một mùa.
xin lắng đi lên chúc nhau thêm hạnh phúc cuộc đời mãi thắm tươi. Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc cuộc đời mãi thắm tươi. Diều nhau khiêu vũ trong tình yêu muôn đời ta bắt đầu vòng trời đầy trăng sao nhưng chờ thấy trong màn đêm. Trong đôi mắt em ta ôm em trong tay trôi kỹ em vào ta, ta nghe trong thinh không có tiếng thiên thần ca, ta nghe trong tim ta tiếng vỗ như mơ hồ sát nhau vào sâu đáy tình diễn mộng tan dần. Một đêm thâu ta còn vẫn đang diều nhau cho tới khi nắng lên, nắng bên ngoài đã lên cao. Cuộc đời của đôi ta sẽ còn chưa chan hạnh phúc ghi nhớ giây phút này ta đi vào lưới yêu đương. Ta ôm em trong tay trôi kỹ em vào ta, ta nghe trong thinh không có tiếng thiên thần ca, ta nghe trong tim ta tiếng vỗ như mơ hồ nói nhau lời yêu mãi tươi ngàn thu. Đêm tân hôn sau tiệc cưới ta diều đây hai ngày vui mừng và hai cháu và anh chị đã chúc mừng và để thành hôn cho hai cháu. Vậy hôm nay nhân tiện ở đây thì cũng có gửi lời để sang hỏi thăm anh chị mà cũng cùng chung vui với này anh chị ở bên ấy với các cháu để làm sao để kết hợp cùng một nhà để vui chung cùng một nhà. Cháu các cháu nó cũng có lời chào anh chị và các cháu ở bên ấy. Riêng tôi thì tôi gọi là anh chị nhưng các cháu gọi là ông bà và các bác ở bên ấy thì tôi đại diện thay cho các cháu. Bây giờ thì phần tôi thì nói đấy, còn bây giờ tôi xin giới thiệu là anh Thủy ở đây là bố của các cháu Châu Thỏa và đây
bà cụ nội. Đây chỗ Thỏa đây. Còn cháu Thỏa thì ở đây. Vợ hôm nay mới cưới đây ạ. Thế còn ở đây thì anh chị Hùng. Vâng ạ. Đấy, còn kia là thơ thì bác cũng biết rồi. Còn cháu Râu, cháu gái của chồng Lan này, anh Nguyên là chồng chị Lan này, con cả là chồng chị Lan. Tại vì cũng đã vừa qua thì chị cũng đã cho quà để cháu nó xây dựng được bên ngôi nhà. Cũng mai kia cũng có khi là cũng phải gửi phim cho anh chị và với các cháu ở bên đó. Tôi còn cũng xin thưa chuyện chỗ ông đây rồi là có đây là cũng xin thưa chuyện với này hai bác với này các anh các chị bên ấy là đây là mẹ của cháu đây đẻ ra cho con, còn đây ông ngoại. Công việc của gia đình của cháu hôm nay thì cũng cảm ơn bề trên đã hôm nay là no nhiều, mọi sự đến đây là ăn nói chung là mọi sự là bình yên tốt đẹp. Thế hôm nay nhờ cái cuốn băng này chúng con sẽ gửi lời trước tiên là thăm sức khỏe của hai bác và anh chị và các cháu bên đấy. Cái công việc của người đến hôm nay là hoàn tất thì bố con thì anh chị em đã tụ tập đây để có một cái lời là mừng với công việc của gia đình của chúng em bên này. Thì trước tiên là chúng em cũng xin cảm ơn các anh các chị ở bên ấy là đã có những cái điều kiện là để ủng hộ chúng em trong cái tư tưởng trong tinh thần rồi mọi vật chất cũng có điều kiện cho chúng em. Thì em xin chân thành cảm ơn. Bây giờ đến đây chỗ anh chị Nhiên và chị Lan. Vậy tôi xin có kiến một tí này ạ. Bây giờ thế này, đến phần vợ chồng anh chị Nhiên là chồng của Lan mà vừa qua thì cũng bên ấy là nhất là cháu Huê nó đã lưu tâm đến mà giúp đỡ cho cậu và để giúp đỡ cho các em bên này thì công việc đến ngày nay cũng là hoàn chỉnh rồi nhưng mà cũng chưa kịp để mà quay để mà gửi sang bên đó nhưng mà nhân tiện hôm nay là cháu là con anh Thủy thì cũng mượn cái này để mà thưa chuyện trước nhưng mà sau này rồi cũng sẽ quay sang sau thì mong các cháu Khuê và tất cả ở bên ấy thông cảm cho cậu để anh chị cũng đỡ lời thầy con thì con có lời để chúc sức khỏe hai bác và các anh các chị và nhất là vợ chồng chị Khuê thì có quan tâm đến vợ chồng nhà em đấy thì em có lời cảm ơn hai bác và các anh các chị trong khi như vậy là hôm nay như vậy là cũng nhân tiện là em nó tổ chức cho các cháu nên là gia đình chị em cũng xuống dưới này cả thì em cũng nhờ cái truyền hình này để mà hỏi thăm đến hai bác hai bác các anh chị mạnh khỏe. Hạnh nhớ con. Chứ là thôi thì trước hết là con không biết nói nhiều hơn, trước hết là tạ ơn Chúa. Phần nhất là các thánh mẹ cùng như vậy là được hồng ân thiêu ban cho và phúc nguồn tổ tiên ban cho gia đình chúng con. Nhân tiện qua các bạn hình này, thế là cái niềm vui chung thứ nhất là trong mọi người trong gia tộc. Thứ hai là riêng cho chú Phi Nệ gì thì hôm nay lo việc trăm năm hạnh phúc cho con cháu. Thế thì con qua mình này con cũng biết nói hơn. Cũng qua cái mình này con cũng có một cái lời. Thế nhất là chuẩn bị sang năm mới này thì như vậy là con có một cái lời. Thế là chúc sức khỏe bác cũng như thế là anh em con cháu toàn bộ gia quyến gia tộc ta ở xa quê hương luôn luôn được tràn đầy ông Chúa ban mọi sự ơn lành phần hồn phần xác để như vậy làm được vạn sự nhí rồi để như vậy là cùng bà cháu chị em mình như vậy sum họp càng ngày càng tiến hơn. Đấy còn chị Yến vậy. Đấy, cô thơ có ý kiến gì thì ý kiến đi. Con thì vâng. Nói to này. Nói to thì là chào hai bác để các anh các chị nhân tiện hôm nay là cái ngày vui tổ chức cho cháu. Thì, qua cái màn này hôm nay thì cho
trong không biết nói gì hơn. Chúc hai bác lại các anh các chị sang năm mới thì được Chúa ban mạnh khỏe, các anh các chị ở bên đấy thì làm ăn thành đạt trong mọi công việc gia đình, trong ngoài xã hội. Ông bà với các bác nói gì hơn trong với các bác qua cái mấy cháu chung này, cháu chỉ biết gửi lời thăm tới hai bác với lại anh chị, chúc hai bác với anh sang năm mới thì chú ban cho mạnh khỏe. Ở đây là mấy cháu đến gửi đây, cháu Thiện, cháu Thiện, cháu Thiên, còn là các cháu nó đứng xung quanh đây nữa. Dạ, thì có nói đúng đấy ạ. Người là các cháu toàn bộ gia quyến trong gia tộc kìa. Bà cháu mình cả đấy, chị em mình cả đấy. Thôi cháu cũng có một ý kiến thế này nữa. Nói to cháu. Thực ra là hôm nay là ngày hạnh phúc của hai cháu và hai cháu, cho nên là cháu cũng qua một cái màn hình nhỏ này, cháu cũng thứ nhất là cảm ơn các ông cố bà cố đây với bố mẹ cháu và các bác đã lo cho cháu như thế này rồi, thì mà cháu cũng qua lời hỏi thăm và cảm ơn các bác ở bên đó, các ông các bà bên đó, các bác. Nè, các anh các chị này là cháu cũng một đời rất là cũng đang nghĩ đến chúng cháu, là cháu xin thân thành cảm ơn. Rất là